Chào mừng đồng bò đến với xứ sở băng giá. Tình hình chạy bò tại đây của đồng bò như thế nào rồi? Chắc hẳn đã có nhiều bỡ ngỡ lắm. Để giúp các bạn trải nghiệm phiên bản 2.9 tốt nhất, PUBG Mobile sẽ hướng dẫn chi tiết về chế độ mới xứ sở băng giá trong video này. Cùng xem nhé! Đầu tiên là khu vực chủ đề thị trấn tuyết. Thị trấn này được bao phủ bởi tuyết và sở hữu rất giàu trang bị. Vì thế, đây chắc chắn là địa điểm nhảy dù hot nhất trong mùa này. Nằm giữa thị trấn tuyết là tháp băng. Đây là tòa tháp gồm hai khu vực, trên mặt đất và khu vực ngầm. Cả hai tầng trong tháp băng đều chứa rất nhiều trang bị. Ngoài ra, sẽ có một phần thưởng ẩn tại tháp băng cho đồng bò nhanh nhất đến đây và rung chuông đồng đầu tiên. Để giành được lợi thế khi ở trong khu vực chủ đề, bạn có thể lựa chọn 3 cách di chuyển. Một là sử dụng ván trượt tuyết, phương tiện di chuyển linh hoạt trong cả địa hình tuyết lẫn địa hình thông thường. 2 là thử dùng phương tiện 2 chỗ ngồi mới, tuần lộc, và cuối cùng là di chuyển bằng đường trượt tuyết. Đường trượt tuyết được bố trí xung quanh thị trấn tuyết. Để sử dụng đường trượt tuyết, đồng bò có thể nhảy lên đường ray và di chuyển qua lại giữa nhiều đường ray khác nhau. Tất nhiên, bạn có thể tấn công và phục kích kẻ địch ngay cả khi di chuyển với vũ khí đặc biệt, súng cầu tuyết. Súng cầu tuyết là vũ khí duy nhất có thể sử dụng khi đang di chuyển trên đường trượt tuyết. Là một vũ khí vô cùng đa năng, súng cầu tuyết có thể dùng để biến kẻ địch thành người tuyết, tạo những ô tuyết làm chướng ngại vật, bảo vệ đồng đội khỏi những đợt tấn công, hay bá đạo hơn là tự mình biến hình thành người tuyết để lừa kẻ địch. Nếu súng cầu tuyết hết đạn, bạn có thể hút tuyết trên mặt đất để nạp đạn nhanh chóng. Ngoài ra, bạn có thể bắn súng cầu tuyết vào mặt nước sẽ tạo ra cây cầu băng, hay dùng tạo chướng ngại vật để tạo địa hình trượt tuyết và nhiều hơn thế nữa. Vì vậy, đừng quên trải nghiệm vũ khí đặc biệt này nhé! Tại xứ sở băng giá, đồng bò sẽ bắt gặp đá may mắn và người tuyết may mắn. Khi phát hiện đá may mắn, hãy dùng vũ khí cầm tay để đập vỡ nó, để nhận những trang bị được cất giấu bên trong. Còn nếu gặp được người tuyết may mắn, hãy nhanh chóng tìm kiếm 4 người tuyết bé bỏng đi lạc ở gần đó và dẫn đường cho những người bạn nhỏ ấy hội ngộ người tuyết may mắn. Người tuyết may mắn sẽ cảm ơn bạn bằng một phần thưởng bất ngờ. Trong trận đấu, hãy hết sức cảnh giác nhé, vì bão tuyết có thể ập đến bất cứ lúc nào. Trong vùng tuyết nổ, nếu bị tuyết đánh trúng, đồng bò sẽ bị biến thành người tuyết và bị hạn chế hành động. Đó là những thông tin cơ bản về chế độ mới xứ sở băng giá. Thông tin mới nhất về phiên bản 2.9 sẽ được cập nhật liên tục trên các kênh chính thức của PUBG Mobile. Còn bây giờ, PUBG Mobile và trải nghiệm ngay thôi nào!